thương hiệu Louis Vinci ha. Thì hiện tại mỗi ngày là đang có khoảng cái hàng bên tụi em luôn ha. Hệ thống bên em là 2 chi nhánh Sài Gòn, Hà Nội. Có thể luôn hỗ trợ các anh ship toàn quốc luôn nhé. Thì các anh yêu thích những vụ kiện xì gà độc lạ thì có thể là đăng ký like kênh của em để sắp tới có thể xem thêm được nhiều video mà em đi sẽ ra nhé. Sáng thì em sẽ tiếp tục mở cái hộp mình ra luôn ha. Thì các anh sử dụng xì gà mình nên ít có một hoặc hai cái hộp hoặc là túi bảo quản xì gà mini á. Đó, nó rất là tiện cho cái việc mà mình sử dụng á các anh. Mình đi ra ngoài hoặc là mình đi du lịch, mình đi với khách á, mình mang theo rất là tiện á. Thì đây ha, cái này là được làm từ nhựa cao cấp nha các anh ha, là đảm bảo không có bị mà giống như là trầy xước hoặc là giống như mình làm rơi mà nó vỡ luôn ha. Cái nhựa này rất là chắc chắn, độ mềm nó cao, ngoài ra là mình càng sử dụng nó càng bóng nha. Cái nhựa này rất là an toàn cho thực phẩm nha, nhựa được sử dụng thực phẩm rất là an toàn cho sức khỏe. Thì bên ngoài là cái thiết bị đo độ ẩm mắt các anh ha, đấy hộp cứng cáp rất là đẹp nhé, phối là màu vàng với màu đen ha. Rồi đấy, hộp là như thế này ha. Thì mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có một cái khay á, lớp trên thì nó sẽ là 5 điếu ha. Cái lõm này là resize nha các anh ha, xì gà nào cũng có thể đựng được ha. Rồi hai cái thanh bên cạnh là cái thanh giữ ẩm các anh, đây mình có thể tháo ra dễ dàng luôn ha các anh. Mình có thể là chiếc nước cất hai lần vào trong những cái ô tròn như thế này nè, hoặc là mình có thể là bỏ trực tiếp túi giữ ẩm Movida vào để mình giữ ẩm xì gà cũng được ha. Đấy, mình có thể tháo ra dễ dàng như thế này ha. Ở phía dưới này là một cái khay tiếp theo nè. Đấy rồi, thì hiện tại mẫu đang có sẵn luôn ha. Các anh yêu thích thì có thể là gọi điện trực tiếp hay số điện thoại bên dưới video nhé, hoặc là click vào link sản phẩm em để ở phần bình luận ấy. Thì các anh xem xong video nhớ like và bình luận giúp em nhé. Thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Em cảm ơn các anh đã theo dõi video của em, và em hẹn gặp lại các anh vào một video gần nhất nhé.